trên tay mình hiện tại thì đang là siêu phẩm Mi 8 EE phiên bản với trị giá gần 20 triệu này, và hôm nay thì mình rất vui sướng khi được cầm trên tay em này. Và bây giờ ngay bây giờ mình sẽ bóc em này ra cùng với các bạn. Đây, Style Hot Food. Ok, lớp sữa lạch ra. Phá zin. Ý giời. Wow. Ở đây các bạn có thể thấy siêu phẩm của chúng ta đây. Được đặt ở trong cái hộp kính nhìn rất là sang chảnh. Và cách mở của chúng ta sẽ trượt ngang chứ không phải là mở lên. Đây ạ, hộp kính của nó đây. Và đây chính là siêu phẩm của chúng ta, Mi 8 EE đây, với mặt lưng trong suốt. Lấy nó lên. What the fuck, lấy lên kiểu gì bây giờ? Ok. Wow, thật sự là bo mạch của nó tuy là giả nhưng mà rất đẹp. Còn viên pin này là pin xịn nha các bạn nhé, chỉ có phần bo mạch ở trên này sẽ là giả, còn ở dưới và trên này sẽ là đây mặt trước. Và bây giờ thì mình sẽ đặt em này sang bên và xem bên trong hộp có những cái gì. Trong cái đây là lớp lót và không có gì. Chết rồi, nước vào rồi. Giống như là những sản phẩm khác của Xiaomi như là Mix 2 và Mix 2S cũng có cái tờ như này. Tờ giới thiệu có chữ ký của Leizun. Trong này chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng ốp lưng, một chiếc ốp lưng đi kèm và jack chuyển tai nghe 3.5 Type-C. Một chiếc cáp Type-C màu đỏ nhìn rất là gaming. Và củ sạc với bên trong cũng màu đỏ luôn, lõi màu đỏ bên trong. Củ sạc này thì sẽ hỗ trợ sạc nhanh với nguồn ra là 5V và 3A. Ok, phụ kiện của Xiaomi Mi 8 EE này cũng khá đơn giản, không có tai nghe đi kèm. Đây, quá là sang chảnh luôn, cực kỳ độc đáo. Bây giờ mình sẽ cùng bật máy đây. Cái nút này cũng màu đỏ đấy các bạn này. Viền thì rất giống với cả iPhone X, là bằng thép. Logo Mi đã hiện lên rồi. Cái phiên bản E này thì đang hiện tại chạy là MIUI 9. Và sẽ hứa hẹn được hỗ trợ rất lâu dài từ Xiaomi để nâng cấp lên các bản MIUI tiếp theo. Ok, và bài mở hộp đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chia vui với mình niềm vui khi được cầm trên tay em siêu phẩm này.